Có thể cô chia sẻ là cô tên là gì và hiện nay Cô cô đang tên là sinh sống Nguyễn tại Thị đâu? Liễu. Nguyễn Thị Liễu. Hiện nay cô đang sinh sống tại Cô đâu? đang sinh sống ở mình vừa chuẩn chỗ ngã tư Miếu Ông Cù này, À. chỗ chung cư Trung Tý. Trước cô có công tác ở bệnh viện 4 quân đoàn 4. Dạ. Vậy Cô là cô có đang thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà con của cô đi cắt tóc mà bị à? thì sáng ra thì cô chiên bánh chưng xong ấy thì nó ăn 2 miếng, thì cô hỏi là con đi đâu đấy, nó bảo là con đi cắt tóc. Thì cô bảo có ăn cơm trưa để mẹ nấu cơm trưa, thì em nó nói là con không ăn đâu mẹ ăn đi. Thế là tối cô không thấy về, thế ngày này qua tháng khác, ngày hôm nay là tới 20, đi từ ngày mà 21 mà hôm nay là cô thấy là tính ra hơn 20 ngày rồi. Hơn Cô 20 nóng ngày. ruột quá, Cô cô có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà con của cô là có lợ lần hay có chơi bời gì ngoài không, xã nó hội rất không? hiền lành, không bao giờ chơi thì thuốc lá, không rượu, không cờ bạc, không, kể cả gái gú cũng không bao giờ có. Nó rất À. lành cả, cứ khô ra ai cũng phải khen con hiền hơn cả con gái. Cô có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà con của cô là tên họ tên là gì và năm nay là Họ bao nhiêu tên tuổi? là Phạm Tiến Đức, Năm năm nay nay là em là sinh năm 91, Dạ. Năm nay cũng ngoài ngoài 30 tuổi rồi, vâng, 31, 32 rồi chưa ha. có vợ. Chưa có vợ. Vâng, Con trai cô trước đây làm công việc gì? trước thì nó đi làm cái công ty gì ở dưới chỗ chỗ Hóc Môn, làm công ty của Đức mà lãnh dữ liệu gì đấy. Nó chỉ học hết 12 thôi. Cô có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà con của cô là trước khi đi mất tích mà đi cắt tóc như thế này là có đem theo tài sản gì đi không? Thì trong cái thẻ để cô có em trai cô có gửi trả nợ cô 20 triệu để cô lấy tiền cô, tại vì cô ra Bắc cô sống, nhưng mà sau về Bắc cái đợt dịch đấy thì chú thì mất rồi, là lên buồn quá chẳng còn ai, thì tính về ngoài đó gần anh em với mẹ già còn ngoài đó nữa. Thì cô tính cô về ngoài đó, nhưng mà về ngoài đó khí hậu nó rét quá rồi con cô nó không chịu, tại vì nó vào được từ lúc cấp 6 tháng cơ. Thì nó lại bảo mẹ ở đây không hợp với con, mẹ bay vào kia trong nhà kia, cái nhà đó cô lại chưa bán mà cô cho người ta thuê lấy lại cái nhà để vào đấy sinh sống thôi. Chứ không, nếu mẹ không nghe con thì mẹ ở với bà ngoại đi, nhưng mà bây giờ tao già thì tao trông với mày thôi. Bây giờ mày bảo mẹ ở lấy với bà ngoại chết thì ai lo cho mẹ, mẹ ở với các con chứ. Thế nó bảo thế thì mẹ phải đi vào với con. Thế đi vào thì là lúc đầu thì là nhà chưa đòi được, thì ở trên chỗ thuê ở cái chỗ nhà thờ Quyết Tâm ấy, thì ở đấy được ba bốn tháng thì đấy, rồi cô mới quay về chỗ này được khoảng 3 tháng thì cô mới, người ta mới hết hợp đồng ở trả nhà cho cô, thì cô mới sửa nhà, sửa gần xong rồi thì là hôm đó cô mới có nói với em là bây giờ mẹ mua bộ bàn ghế nhỏ nhỏ, thì cái nhà này nó cái gian, tại vì 100 mét đất ấy, người xây cả 3 phòng trọ với cả cái nhà ở thì nó rất là hẹp, thì mẹ mua cái bộ ghế nhỏ thì nó hợp với cái nhà này. Thì em nó trả lời rằng mẹ 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 muốn mua gì kệ mẹ, con không 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 sau này con cũng không ở đây đâu. Đấy là nó nói với cô như vậy. Thế xong là hai ba ngày sau là đi luôn, Cô có thể đi chia cắt sẻ tóc. rõ là cái câu chuyện mà con của cô là có ôm theo một số tài sản nào riêng không? À Có tiền bạc không, gì không? cái tiền đang nói cái tiền trả nợ ấy là cái của em trai cô được, con lấy được con tiền con mua bàn ghế mấy tivi thì nó trả nợ cô 20, và cái thằng con nuôi đang đứng kia là tiền cô làm đầu tư, tiền góp vốn cho nó làm, thì là tháng con được mấy triệu đấy thì nó bắn qua cho cô. Thế Cụ mà thể là cô có biết được cái số tài sản của con cô từ trước đến giờ trong vòng nó nhiều năm không qua không? có, tại vì là nó làm đâu thì cô về cô hỏi tiền thì nó cứ nói là làm 2 năm mới là cô không biết một đồng nào. Và có khai nói có quen một con bé nào ở Thái Lan mà cách đây 5 6 năm rồi cháu ạ, mà cô bảo là kênh trên mạng không thể tin được đâu, mà nó không có nghe. Thì cái số tiền đi làm vậy không có đưa cô đồng nào, mà hàng ngày ăn uống là kêu cô phải phải chi hết. Thế lúc mà nó bảo tiền để con tiết kiệm để con đi Thái Lan, là nó tâm sự với cô thế thì con cứ tin tưởng như vậy. Nhưng cùng 3 4 năm không thấy đi, mà quen tôi quen ở trên tha quen con bé này ở trên mạng, mà lại 2 người chỉ nhắn tin cho nhau chứ cũng chưa bao giờ mà 2 người nhìn mặt nhau để mà biết mặt nhau, thì cô nghi là bị lừa đảo. Thế Cô đang xong nghi là con cô đang bị lừa thằng Thái Lan. đấy, cô nghi con là cô bị lừa như thế. Xong là đợt này nó có cái tiền của cậu trả, cái tiền của con nuôi, cái tiền của con nuôi tổng là tất cả là 27 triệu 500. Con cô có đem theo xe máy không?
xe máy đấy, cái xe của cậu thì còn cái vấn đề là còn nguyên. Là còn nguyên. Vậy là con cô đi bằng phương tiện gì để mất tóc? Lúc mà cô đang rửa bát ấy ở trong nhà tắm á, thì cô lúc đi khoảng hơn 8 giờ sáng, thì cô cũng chủ quan là nghĩ là không có, nghĩ là nó đi như vậy thì cô cứ kệ thôi. Thế cô rửa xong cô chạy lên thì cô thấy xe còn nguyên, thì cô giật mình cái lúc mà cô có thấy nó thắp nhang cho bố nó mấy cái nén nhang, thì từ xưa nay không bao giờ thắp nhang cả, mà hôm đó lại thắp cái nhang thì cô lúc đầu thì cô không có suy cái gì hết, và sau cô mới nghĩ, cô bảo là ai nó đi xa cho nó mới thắp nhang cho cha nó đây. Thì cô bây giờ nghi một là nó có một đợt có người rủ nó đi Campuchia. Thế nhưng mà cái lúc đó là chú chưa mất, thì cô bảo đi sang Campuchia phức tạp lắm, kênh của phong bụi nó quay rồi nó lừa người, nó bán xong nó làm điều xấu, không làm nó đánh đập rồi ở nhà thì mang tiền thì chuộc đấy. Thì cô có cho nó xem và cô có nói với em là đây này, mình nhìn này, bây giờ ra đời, bây giờ xã hội giờ nó phức tạp lắm, kẻ xấu rất nhiều, những người khôn khéo còn bị lừa, chứ là mày nó cứ nói là lương cao, nó nói đủ các kiểu để mình nghe nó để thuyết phục đi, hả? Thuyết phục đấy để đi đấy. Thế là cô nói rồi, nó bảo mẹ cứ làm đấy. Nó không tin là cái kênh của phong bụi, gọi là không tin bị lừa, nó không tin là có những chuyện đó. Thế thì cô bảo đấy, thế là mẹ nói thôi, tôi còn bây giờ nếu mà cứ ngu ngốc mà để chúng nó cứ dụ như vậy rồi có bị dính vào như thế này mẹ không cứu đâu. Thứ nhất là mẹ không có tiền, thứ hai là mà cũng không biết cứu ở đâu. Là cô nói mà cái câu chuyện cô chia sẻ đến giờ phút này là các anh em ở đây là nghe được cái câu chuyện của cô thì cũng biết một phần nào. Dạ. Về ý nguyện của con cô, có thể là con của cô cũng ý nguyện là muốn đi sang bên Campuchia để có thể là việc nhẹ lương cao. Ở đây là con lại có thể là hình dung là như vậy, nhưng mà thực sự là bây giờ cái câu chuyện nó chưa có hồi kết, cho nên chưa thể chính xác được như nào, nhưng mà các anh em này dự đoán là như vậy. Có thể là sẽ giấu cô, không dám cho cô biết cái sự thật. Gọi liên lạc điện thoại nó tắt hết, không còn gọi được. Cả bạn của nó, cô đi tìm mấy cái bạn ở trên thành phố học cùng ấy, nó bảo nó không có liên lạc với chúng con mà có không ghé qua các con. Cô thì hiện nay đến giờ phút này cô đã báo cơ quan chức năng là con của cô mất tích chưa? Đấy, cô mới đi báo ra phường báo là con mới ghé qua đây này. Đến giờ phút này cô đã cứ mong để nó về á. Cô không có đợi, mà thấy nó tới hơn 20 ngày rồi, cô không ngủ được, cô ăn không được, cô buồn, cô suy sụp luôn, cô sút cả 2 kg luôn ấy. Đến giờ phút này cô đã tìm con là cô ở đâu rồi? Cô đi tìm ở chỗ bạn bè ở chỗ nói hay chơi với bạn bè ở chỗ Bình Chiểu, thuộc đấy, chỗ Bình Chiểu đấy, phường Bình Chiểu đấy, Khiết Tâm đấy cháu. Thì nó chơi đấy là 5-6 thằng học cùng, nó chơi thân với nhau đấy. Cô có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện mà con của cô từ trước giờ đến năm nay là ngoài 30 tuổi rồi, từ trước thì có thường xuyên bỏ nhà đi một cách như vậy không cô? Có một lần nó yêu một con nhỏ kia, có một đứa con, nhưng mà cô với chú không đồng ý, tại vì con bé này nó làm kiểu như dạng gái, cũng quen trên đấy á, nó có dạng quen trên mạng ấy, thì cô không đồng ý. Tại có một đứa con nữa rồi, thì chú bảo thiếu gì con gái, mà cách đây là 4 năm rồi mà đi quen cái đứa mà nó lại có con. Thế mày trẻ, mày là thanh niên là mày cũng đẹp trai mà sao đi quen những cái thành phần như thế. Thế là nó cãi, nó vẫn cứ không nghe, rồi nó không ôm quần áo nó đi một lần, nhưng mà đi lúc đó chỉ một tháng thôi vì nó không có tiền. Thế đi một tháng nó ôm cả quần áo đi, nhưng lần này nó không mang quần áo và nó đi như vậy, mà cô rất là sốc. Đến giờ phút này thì theo gia đình mình suy luận là con cô hiện nay đang đi đâu? Theo như gia đình cô thì cô suy nghĩ là cô sợ nó bị lừa sang Thái Lan, tại vì có một cái Facebook nói là đi xa yêu con Thái Lan đấy, nó còn khoe lại con bé đấy, còn là bố thì là người ở Lái Thiêu người Nam, còn mẹ thì là người Thái, gia đình có công ty làm gỗ, thì con quen mà tuổi con đấy cũng 30 tuổi rồi. Thế cô bảo nếu mà con gái nhà giàu mà lại có đàng hoàng như thế thì không bao giờ quen ở trên mạng. Những đứa mà nó có ăn có học ở nhà nó giàu có, nó thiếu gì trai ở gần nhà gần khu mà nó không lấy mà đi quen ra cái thằng trên mạng vớ vẩn, đúng không hả cháu? Người ta cũng phải tỉnh táo cái đó chứ, nhưng mà nó lại quá tin, mà cứ hàng đêm hàng ngày cứ nhắn tin qua lại rất là nhiều, nhưng mà nhắn tin thì lại cô thấy là
ảnh của hai đứa đó, là không, con kia không nhìn mặt con này, thằng này, mà con kia không nhìn mặt thằng này. Có bảo tại sao vậy? Có nghĩa là nói chuyện trên mạng nhưng thực sự bằng nhắn tin thôi. À, chưa thật gặp. Sự là chưa nói bằng tiếng nói, bằng nhìn nhau thế này. Chưa nhìn thấy hình. Chưa nhìn thấy hình. À. Mà lại chỉ có một cái ảnh của con nó để lên. Vậy nếu thế này thì con của cô cũng là cái cơ hội mà để sang Thái Lan là chưa có. Có thể là sang Campuchia thì nhiều phần trăm hơn. Vì hiện nay là rất nhiều các anh em ở đây đã giải cứu rất nhiều người ở bên Campuchia về, và cũng đã phỏng vấn rất nhiều các anh em từ Việt Nam mình, từ Campuchia trở về đây, thì cũng chia sẻ cái câu chuyện là cũng lừa dụ dỗ từ người nọ dụ dỗ người kia đều qua hình thức như vậy. Tôi cũng coi thấy các cháu đi giúp nhiều đấy, tôi cũng bảo nhớ ra bây giờ báo công an cũng không có giải quyết gì, có đi hiệp sĩ hải này. Hiện nay cô mong muốn nhất điều gì của con của cô? Cô chỉ mong con cô nó còn sống, nó không trở về được phải biết chính xác nào được. Cô điều quan trọng nhất là hy vọng là con cô phải sống mà phải báo tin cho cô là đang ở đâu để cho gia đình yên tâm, phải không cô? Cô có điều nào cô muốn chia sẻ trên cái video này? Hy vọng là con cô nếu thực sự mà còn sống trên cõi đời này ở đâu đó thì hãy báo tin về cho, một là cho cô, hai là cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thế Ngài để biết rõ thông tin, dù về hay không về, cô chia sẻ rõ cái câu chuyện để cho con cô biết được. Cô nói đi. Cô nói đi, cho mình khóc. Cô nói, cô hơi xúc động. Yeah. Nếu con còn sống thì con hãy điện thoại và liên lạc về với mẹ hoặc là bạn bè của con để cho mẹ yên tâm. Mẹ không ngủ được từ khi con ra đi rồi, mẹ ốm suốt mấy ký. Bây giờ bố con mất rồi, còn có mẹ thôi mà giờ con không... Con đi như này là mẹ rất là lo lắng, mẹ rất là buồn. Con mong, mẹ mong con hãy trở về với gia đình. Hy vọng là em trai đang ở đâu. Nếu mà biết cái tin này, người mẹ hiện nay đang khóc nghẹn để mong cái sự em phản hồi lại. Thì em ở đâu em hãy liên lạc về cho gia đình hoặc là liên lạc cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thế Ngài ở Bình Dương để sớm có tìm cách, các anh em hãy tìm cách cứu giúp đưa em trở về quê hương và đoàn tụ cùng gia đình. Cô còn đời nào muốn chia sẻ trên video này không ạ? Để cho cô chú anh chị trên cộng đồng chia sẻ lan tỏa nhiều hơn nữa để con cô sớm có cơ hội được tiếp cận video này, để con cô sớm trở về. Tôi nhờ bà con ai biết con trai của tôi ở đâu, xin mọi người hãy thương cháu và hãy thương với cháu và báo tin về cho hiệp sĩ Hải để cho con, để tôi gặp được con, để tôi yên tâm. Nói chung là chỉ cần báo tin thôi là các anh em ở đây khó khăn nào các anh em này cố gắng tiếp cận để tìm cách để giúp đỡ bằng được để cho con cô trở về Việt Nam mình hoặc trở về đoàn tụ cùng gia đình. Vâng. Miễn sao phải lên tiếng. Vâng. Đúng không cô? Vâng. Dạ. Dạ, cảm ơn mọi người hãy chia sẻ lên, có gì bà con cái điện thoại cho đại diện Hải 0913785818. Số điện thoại cô số mấy? Chú đọc lên cho họ điện. Cô nhớ số điện thoại không? Cô số mấy? Cô không có nhớ. Vì từ cái bệnh mất ngủ mấy hồi xưa cô đi bộ đội cô. Có thể sốt rét của cô. Dạ. Nhớ cô rất là giảm. Ở thì con cũng xin chúc cô cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Hy vọng trong những ngày sắp tới các anh em này đăng tải video này lên thì con cô sẽ nhận được và sẽ sớm phản hồi và chia sẻ và trở về đoàn tụ cùng gia đình cô nhé. Cảm ơn các cháu. Bây giờ số của cô phải đọc cái số của con thì cô bấm đây thì nó mới sang được. Thôi không cần, không cần, bởi vì đọc số của cô lên nó cũng có nhiều cái bất lợi cho cô. Dạ. Yeah. Con cô thì Dạ, con xin chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của cô ha. Cảm ơn các cháu. Dạ, công trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.